Sáng nay ngày 26 tháng 3, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đến thăm và làm việc tại tập đoàn FPT Nhật Bản, FPT Japan Holdings tại Tokyo, Nhật Bản. Tổng giám đốc FPT Nhật Bản Đỗ Văn Khắc bày tỏ vinh dự và cảm ơn sự hỗ trợ của thành phố đối với hoạt động của công ty tại Đà Nẵng trong ba lĩnh vực chính, công nghệ, viễn thông và giáo dục. Thành lập từ năm 2005 đến nay, FPT Nhật Bản có 13 văn phòng với hơn 400 khách hàng, hơn 2.300 nhân viên, trong đó 22% là người Nhật Bản và 50% nhân viên là người Việt Nam được đào tạo tại Nhật Bản. Nhật Bản là thị trường lớn nhất của FPT Software, Năm 2022, doanh thu FPT Nhật Bản đạt 38 tỷ Yên, chiếm 34% doanh thu toàn FPT Software. Dự kiến năm 2023, doanh thu FPT Nhật Bản đạt 47 tỷ Yên, trong khi công ty mẹ là FPT Software đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trân trọng sự đón tiếp nồng hậu của công ty và ghi nhận đánh giá cao vai trò đóng góp của FPT đối với sự phát triển kinh tế xã hội thành phố. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao tầm nhìn chiến lược, khẳng định thương hiệu FPT với những thành tựu và bước phát triển của FPT Nhật Bản, đồng thời chúc công ty sẽ tiếp tục phát triển, thể hiện tâm vóc trí tuệ của con người Việt Nam.